Rồi, hôm nay xử lý một cái tình trạng hạt cơm nhé. Bạn này, bạn ấy có hai nốt hạt cơm. Đây là một cái đầu tiên rất rõ ở lòng bàn chân. Cái lòng bàn chân này có trước đúng không em? Hay là có sau? Thế là khi mà bây giờ sờ tay vào là nó rất là cứng. Nếu mà đi lại mà đi giày thì chắc là rất là đau đúng không? Có đau không? Đau mà nếu mà dẫm vào cái vật gì cứng là nó sẽ nhói nhỉ? Nhói buốt. Nó giống như là dấu đinh ở trong cái đôi giày của mình. Một nốt thứ hai là ở cái vùng ngón chân này. Cái vùng này thì hai cái phần ngón chân sẽ cọ sát vào nhau rất là nhiều. Bạn ấy có dấu hiệu là lây sang một nốt nhỏ bên này rồi này. Đấy, đúng không? Thế thì cái tổn thương hạt cơm này nó là do virus HPV nên là nó sẽ có tính chất lây. Nếu mà để lâu, có những bạn để lâu khoảng em bị nửa năm rồi đúng không? Nửa năm thì có thể lây khoảng 3-4 nốt, nhưng có những bạn chỉ trao khoảng một vài tháng thôi nó cũng có thể lây là khoảng cả bàn chân. Đấy, hôm trước có một bạn là bị khoảng 20 nốt thì rất là nhiều, và khi bị nhiều như thế thì chúng ta xử lý sẽ mất rất nhiều thời gian và cái hồi phục nó sẽ lâu hơn là những cái tổn thương mà nó ít như thế này. Được chưa? Đấy, thì bây giờ trước tiên là mình phải nạo vào cái phần dày sừng này. Sau đấy mình sẽ dùng bằng cái laser ở cái nhiệt độ khoảng 3000 độ đấy để tiêu diệt cái tổ chức virus này đi. Đấy, thường thì sau một lần là nó sẽ ổn thôi. Nên về nhà thì em sẽ hạn chế vận động và hạn chế chơi thể thao nhé, chạy nhảy nhé. Ok. Không, tiếp tục đi em. Đây bây giờ sẽ nạo vào cái phần dây sừng này. Đau không? Có đau không nhỉ? Khi mà nạo vào dày sừng này chúng ta nhìn thấy có một cái phần lõi rất rõ ở phía giữa cái tổn thương này, nó gọi là tổ chức nhân, tổ chức chính của cái hạt cơm này. Đau không em? Chúng ta sẽ đốt nhé, đốt cái tổn thương này. Xử lý bằng cái đốt này thì sẽ hơi nhói một tí này. Bắt đầu nhé. Đau không? Em có đau không? Khi mà đốt như này nó sẽ làm cho tổn thương với cái tổ chức virus cũng như là cái phần tổ chức dây sừng, phần mô nó bị tiêu diệt đi. Cái này sau khoảng một tháng thì cái phần da của nó về mới bình thường thôi. Đây các bạn thấy, khi xử lý xong thì nó hơi lõm xuống một chút mà hầu như là không bị chảy máu. Cái này cũng thế này. Ok. Qua đây thì sau khoảng như này khoảng một tuần thì nó sẽ liền lại thôi, hồi phục lại khoảng một tháng lại về như da của bạn bình thường nhé. Yeah. Ok.